Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn ha. Xin chào, hello, hello. Rồi, chào tất cả mọi người, rất là đông các bạn đang có mặt ở đây ha. Hôm nay chúng ta qua, hôm nay là thứ 6, thứ 6 rồi ha, chuẩn bị một cái ngày cuối tuần rồi ha. Rồi. Rồi thầy xin chào lô thầy qua trang câu tiếp thầy ơi. Rồi hiện tại có hơn 150 bạn đang xem đúng không ạ? Rồi xin chào rất là nhiều người các bạn, đây là Trần Trang này, Mongo này. Cảm ơn Trường Minh đã xem thầy ha. Rồi chúng ta bắt đầu vô giải cái đề này mọi người ha. Rồi now let's go. Rồi mình bắt đầu luôn ha. Chào tổng chào các bạn rồi và chúng ta vô luôn để các bạn không có thời gian ha. Ok. Rồi đây là đề số 18 trong chuỗi giải đề của thầy. Bạn nào mà chưa có đề thì các bạn vô link bio thầy các bạn lấy ha. Rồi vô link bio thầy lấy đề nhé. Rồi chào Ngọc Anh nhé. Rồi cảm ơn một số bạn đã share cho thầy. Vô link bio thầy lấy đề mọi người tải về để mọi người coi cho nó rõ ha. Đấy, và ở trong bio thầy thì nó có luôn các cái bài giải của những cái đề trước nữa mà cũng vô mọi người xem, mọi người tham khảo nhé. Chúng ta đã là ngày 10 tháng 6 rồi. Nó cũng rất là nhanh rồi, chẳng bao lâu nữa là tới thi rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta có câu A, mình cùng đi ha mọi người ha, câu A mọi người. Xin lỗi câu 1, sao lại câu A trời ơi. Câu 1, câu 2, câu 3 và câu 4 ha. Rồi mình đọc như sau. Dream, dream, ok, dream. Treat, treat. Mean, mean. Và wear, wear. Như vậy chúng ta có câu bờ nó đọc khác với mấy chữ còn lại ha. Rất là dễ mọi người. Rồi, như vậy là chúng ta có câu câu số 1 ha. Thầy live sớm được không? Không em ơi, tại vì cái giờ live của thầy nó cố định như vậy rồi ha. Vì trước khi thầy live thầy phải có một số cái ca dạy nên là thầy không có live vào cái giờ sớm, các bạn thông cảm ha. Câu 2 là câu ESCD mọi người, attacks. Cái đuôi K này là đuôi không rung các bạn. Đuôi K là đuôi không rung ha. Cho nên cái chữ attacks này á nó đọc là S mọi người. Ok ha. Attacks, attacks. Meadows, medals. Concerns, concerns đọc là Z, và fingers cũng đọc là Z luôn ha. Như vậy chúng ta có câu A các bạn. Rồi, rồi ha.
Theo nguyên tắc thì các bạn lưu ý với thầy là đề đại học á, trong đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia á, thì sẽ có một câu liên quan tới hoặc là ES hoặc là ED, và nó theo xen kẽ nhau, tức là năm ngoái ES thì năm nay ED đấy, kiểu kiểu vậy. Thì năm 2021 á, là đề ra ED rồi, cho nên năm 2022 khả năng cao là nó sẽ ra ES, rồi các bạn coi kỹ cái phần âm ES ha. Đấy, mọi người coi kỹ cái phần âm ES nhé. Hiện tại là 180 mấy bạn xem rồi, chúng ta cùng lên con số 200 nào các bạn ơi. Rồi, câu số 3 mọi người, câu số 3 mình đọc như sau các bạn nào. Behave, right? Nhấn vần 2 ha, relax, vần 2 luôn. Enter, vần 1 và allow là vần 2, như vậy chúng ta có câu C ha. Enter và allow ở câu D là nhấn vần số 2. Rồi, đó là câu số 3 mọi người. Bây giờ thì mình qua câu số 4 ha. Câu tư mình đọc như sau các bạn. Now, disaster, right? Origin, charity, agency. Như vậy câu 4 chúng ta mạnh dạn thầy câu A ha. Right, thầy câu A. Được các bạn ha. Như vậy là mình có 4 câu đầu, nói chung là tương đối khó. Xin lỗi, tương đối không quá khó. Và bạn nào hiển nhiên là đa số các bạn, phần lớn các bạn, và thầy muốn nói là tất cả các bạn đều hoàn toàn có thể nhận được một điểm ở cái phần này các bạn ha. Một điểm chống liệt. Rồi, bây giờ chúng ta qua thầy cái phần tiếp theo các bạn ơi. Đây, chúng ta qua phần tiếp theo ha. Câu số 5 và câu 6 thì họ yêu cầu mình là tìm từ trái nghĩa các bạn ơi. Tìm từ trái nghĩa ha. Rồi, khi mà đọc đề thì mọi người nhớ khoan vô cái đề, là cái đề nó yêu cầu cái gì ha. Đấy, ví dụ người ta yêu cầu trái nghĩa thì mình khoan vô cái chữ trái nghĩa để mình không bị lộn. Nhiều bạn thì từ vựng tốt nhưng mà cuối cùng các bạn bị sai bởi vì các bạn không đọc cái đề thôi. Sao học cái đề thôi, được chưa? Rồi, câu số 5. Judy mới giành được một cái học bổng toàn phần ha, a full scholarship, hay đôi khi người ta gọi là a full ride scholarship, trong một số cái trường đại học mà danh giá mọi người, prestigious ở đây có nghĩa là danh giá ha, danh gia vọng tộc, danh giá nhá, danh giá. Cho nên bây giờ cô ta rất là ở trên tầng mây thứ 9, đúng không? Như vậy bây giờ cô ta vui cho mọi người, đúng không? Bởi vì khi mà cô ta có bằng đại học rồi, cô ta được đậu vô rồi, thì khả năng cao là cô ta rất là vui mọi người. On cloud 9, vui, đúng không mọi người? Thì chúng ta có câu A mọi người, panic ở đây nghĩa là hoảng ha, hoảng sợ ấy, để cho các bạn. Delighted là vui mừng ha, vui mừng. Đấy, optimistic là lạc quan. Lạc quan. Trái nghĩa với nó là chúng ta sẽ có cái từ là pessimistic. Pessimistic nghĩa là bi quan ha. Và cuối cùng desperately sad, buồn vô cùng luôn ha. Buồn vô cùng luôn. Đấy, như vậy đồng nghĩa với nó. Ở đây người ta chọn trái nghĩa mà, thấy chưa mọi người để ý à? Nếu mà không để ý kỹ á, mà để ý kỹ mà nó rất dễ bị sai ở đây. Đấy, bởi vì người ta có người ta chọn trái nghĩa mà. Do đó mọi người chọn thầy câu D ha. Được chưa các bạn? Thì on cloud 9, đấy thực ra nó là very happy các bạn, very extremely happy ha, vui lắm rồi chưa các bạn, thì nó bổng nghĩa với câu bờ ha, đấy delighted, vui lắm, ở trên cái tầng mây thứ 9 mà trên, hay người ta gọi là trên 9 tầng mây thì vui, vui, đấy, rồi như vậy là chúng ta có câu số 5 ha, rất là dễ các bạn ơi, rất là dễ luôn nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua câu số 6. Ok, mọi người chịu khó là comment giúp thầy coi các bạn làm ăn như thế nào nha. Câu 6 ha, người ta ở trên toàn quốc, mọi người nationwide trên toàn quốc thì đã hành động acted mà không có gì đó để cung cấp cái sự cứu trợ, aid, hỗ trợ cho nạn nhân, victims là nạn nhân các bạn. Nạn nhân ở những khu vực bị tàn phá bởi thiên tai, đúng không? Thảm họa, đấy, disaster stricken areas, những nơi bị tàn phá bởi cái gì đó, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái gì đấy. Rồi, ở đây thì mọi người thấy rằng, bởi vậy là khi người ta cung cấp sự hỗ trợ, đúng không, thì người ta làm liền, chứ người ta đâu có do dự đâu, đúng các bạn? Thì đây chúng ta có từ hesitation đó mọi người, nó có nghĩa là sự do dự, sự lưỡng lự ấy mọi người, sự lưỡng lự, sự do dự ha. Chúng ta có câu A mọi người, uncertainty là sự không chắc chắn này, không chắc chắn nhá, uncertainty không chắc chắn ha. Willingness là sự gì mọi người, sự sẵn lòng lém gì đó, willingness sẵn lòng ha. Awareness là nhận thức, và reluctance là sự do dự ha, được chưa,
lưỡng lự các bạn. À, lưỡng lự. Đấy, như vậy chọn từ trái nghĩa thôi, trái nghĩa bây giờ ở làm luôn mọi người thì dễ dàng, mọi người có thể khoan ngay thầy câu câu bờ ha, willingness. À, reluctance mọi người có thể dịch là miễn cưỡng cũng được. À, miễn cưỡng làm gì đó mà nó không có thực sự là muốn làm ha. Đấy, rất là dễ mọi người. Hesitation là sự do dự. Ở đây mình có một vài từ hay mọi người cần lưu ý, nó có từ là disaster stricken. À, thì cái tính từ này có nghĩa là bị tàn phá bởi thiên tai ha, bởi thảm họa, bởi thiên tai này kia các bạn. Đấy, bị tàn phá để cho các bạn. Ok ha. Rồi một số cái từ mà mọi người có thể nhớ như sau, ví dụ chúng ta có là war stricken, tức là bị tàn phá bởi chiến tranh này. À, hoặc một số nơi ở châu Phi thì họ bị famine stricken, tức là bị tàn phá bởi đói kém này kia. Ví dụ như vậy, các bạn lưu ý một số cái kiến thức mở rộng ở đây ha. Rồi. Ngày mai em thi tuyển sinh rồi, thầy sửa đề tuyển sinh được không ạ? Ồ, thầy chào Tiến Trọng nhé. Ngày mai thì bạn sẽ, đa số là các bạn lớp 10 chuẩn bị ngày mai thi đúng không? Ồ, mai thi vào lớp 10. Thầy không biết là có nhiều bạn lớp 10 đây không? Thầy cũng dành một lời chúc cho các bạn lớp 10 ngày mai, các bạn tự tin bình tĩnh nhé. Hôm nay ngủ sớm, ngày mai vô chiến cái đề. Và thầy nghĩ rằng là các bạn sẽ xứng đáng với những cái nỗ lực mà các bạn bỏ ra ha. Chúc các bạn thật là tốt nhé. Đấy, như vậy là chúng ta có câu số 5, câu 6 cho từ trái nghĩa ha. Thì câu này nó không khó mọi người. À, nó không khó ha. Mình qua ngay thầy câu 7, câu 8 mọi người. À, câu 7, câu 8 ha. Right. Câu 7, câu 8 yêu cầu chọn từ đồng nghĩa nha mọi người, để kỹ cái đề nhé. Chọn từ đồng nghĩa. Đấy, chọn từ đồng nghĩa. Rồi, cảm ơn Võ Nhân 04 đã share cho thầy nha. Rất là nhiều bạn share cho thầy rồi. Ok, cảm ơn rất là nhiều luôn ấy. Câu số 7, cái trận đấu chung kết football final, trận chung kết thì nó bị postpone cho tới bữa sau bởi vì là nó, ôi dễ quá, postpone này là bị trì hoãn mọi người, trì hoãn. Thì đồng nghĩa với nó thì chắc chắn mọi người chọn thành câu D thôi, là nhiều người các bạn, delay là trì hoãn. Cái câu này là câu không thể nào không biết được. Thì mọi người nhớ thầy là trì hoãn là put off nhá. Ok các bạn nhớ chưa? Ok ha. Chúng ta có câu A, cancel, cancel là hủy bỏ ha. Hủy bỏ thì hủy bỏ nó cũng là off mọi người, nhưng mà nó không là put off mà nó là call off. Ok mọi người nhớ thầy nhé, mở rộng một số cái phrasal verbs mà các bạn bắt buộc phải nhớ khi các bạn đi thi nhá. Đấy, continue tiếp tục thôi. Và change, thay đổi ha. Như vậy dễ dàng chúng ta có câu số 7 ha. Postpone hay là delay hay là deter hay là put off thì đều mang nghĩa là trì hoãn cả nhá. Câu số 8, cái câu hỏi mà nó thought provoking, tức là nó gợi lên suy nghĩ các bạn, gợi lên suy nghĩ, tức là nó bắt người ta phải suy nghĩ, suy ngẫm này kia, thought provoking, thì nó đã ignite một cái debate, tức là một cái cuộc tranh luận ha, giữa các cái đây. Đây là câu khó các bạn. Đây là câu khó ha. Đầu tiên chúng ta có câu chữ host, có nghĩa là làm chủ nhà. Thì host ở đây là làm chủ nhà hoặc là tổ chức một cái gì đó các bạn ha. Làm chủ nhà hoặc tổ chức một cái đấy. Define là định nghĩa các bạn. Define là định nghĩa ha. Rồi tiếp theo chúng ta có câu bờ mọi người ha. Arise là arose, nó có nghĩa là phát sinh các bạn. Phát sinh ha, được chưa? Nhu cầu nó arise ha. Còn trigger có nghĩa là gây ra hoặc thời gian là khơi mào các bạn. Khơi mào. Đấy, như vậy thì ignite ở đây đồng nghĩa với nó là câu A các bạn, được chưa các bạn? Ignite. Trong cái bài fireworks đúng không, thì nó có cái từ này á, ignite the light gì đó ha, khơi mào, gây ra cái gì đấy nhá. Ok rồi, như vậy là chúng ta có cái câu số 8 các bạn ơi, không khó ha, không khó. Rồi, cảm ơn user, cảm ơn rất là nhiều bạn đã share cho thầy nhé. Mấy đứa ơi, bởi vì là thuật toán của TikTok ấy, là người ta ưu tiên những cái video nào mà nó được share, nó được thả tim nhiều ấy, với lại tương tác tốt. Cho nên là khi mà các bạn giải đồng hành cùng với thầy, các bạn coi thầy giải đề ấy, thì thật sự rất là vui. Nếu như các bạn vừa xem, các bạn có thể vừa thả tim ha. Và nếu các bạn làm cái câu nào, các bạn comment cái câu đấy để mình nhớ, để mình học cho nó hiệu quả ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Các bạn chỉ cần ấn vô màn hình thì các bạn thả tim được rồi ha. Ấn càng nhiều cái càng tốt. Rồi giao tiếp thì mình có hai câu đúng không? Cảm ơn Royaki đã share thầy. Giao tiếp mình có hai câu. Thì mùi lưu ý này, hai câu giao tiếp nó là nửa điểm, và nửa điểm này là mình phải lục được nhá. Bạn nào mà chưa nắm được cách giao tiếp
một số bạn vẫn hay bị sai giao tiếp, thì các bạn vô các cái clip mà thầy đã quay rồi ấy, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cách người ta trả lời câu cảm ơn, câu xin lỗi cơ bản để mọi người ráng mọi người học thuộc nha. Rồi, cảm ơn Facebook Tiến Trọng 100k follow rất là nhiều nha. Hai học sinh đang nói về cái curriculum, tức là cái chương trình học các bạn. Hai người này thì họ đang nói về cái chương trình học của cái ngôi trường này đúng không? Ted nói đây, swimming thì nên được coi là một phần của cái chương trình học. Đấy, Kate nói là ok, nó là một cái kỹ năng sinh tồn, nó cực kỳ là quan trọng, cần thiết luôn. Như vậy rõ ràng là Kate, đấy, có clip từ chối chưa? Có clip đồng ý rồi, có clip từ chối thì mai lên nhá. Đấy, thì Kate đồng ý đúng không mọi người? Đồng ý với cái này. Thì mọi người nhớ đồng ý thì mọi người chọn thành câu câu bờ ha, I can agree with you more. Ôi, chào Hà nhá, lâu lắm rồi mới gặp em. Đề nào đây ạ? Cô à, cô hả? Đề 18 em ha. Cô cũng được, nhưng mà đề 18 nha. I can agree with you more. Thì mọi người nhớ là you can say that again. You can say that again. You can say that again. Thì cái thằng này nó có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý nha các bạn. Tôi đồng ý, nhớ quan trọng ha. You can say that again. Đấy. Mất gốc học lại được không thầy? Được em ơi. That's a problem, đó là vấn đề ha. Not at all này thì mọi người thường dùng cho câu hỏi cảm ơn, tức là không có chi ha. Not at all là không có chi, được chưa? You can make it, bạn có thể làm được. Đấy, kiểu vậy. Như vậy chúng ta có câu số 9 ha, mọi người để kỹ nhé. Rồi, có video xem lại không ạ? Có em ơi, các bạn nào mà xem live của thầy mà các bạn bị kẹt giờ thì các bạn có thể vô cái link bio tiểu sử của thầy các bạn coi lại các video live mà thầy up lên YouTube nhá. Up lên YouTube nhá, được chưa? Câu A không dùng được hả thầy ơi? Không được em ơi, sao mà dùng câu A được? Đó là vấn đề hả? Không phải. Người ta bảo rằng là đưa bơi lội vào cái chương trình học, em bảo là đó là vấn đề hả? Nó không hợp lý, nó hoàn toàn nó không hợp lý nhá, lưu ý, được chưa? Rồi, như vậy chúng ta có câu 9 ha. Bây giờ mình qua câu 10 mọi người. Bây giờ mình qua câu 10 ha. Rồi, câu 10 người ta hỏi mình cái gì đây? Câu số 10. Thầy ơi, học collocation trong 3 tuần cuối cùng sao cho hiệu quả? Thì em nhớ em ráng là em bạn nào mà đang ôn thi đại học thì các bạn vô cái từ vựng của cấp 3, các bạn ráng là từ vựng của cái chương trình cấp 3, cái phần từ vựng các bạn tra là kỹ ha, các bạn cố gắng là mở rộng cái phần từ vựng ở trong cuối sách lớp 12. Đấy, thì đó là một cái nguồn mà các bạn có thể tham khảo để các bạn trau dồi từ vựng ha. Tức là không chỉ những cái nghĩa đó mà các bạn cố gắng, các bạn như cái từ đó nó xuất hiện trong unit 1 thì các bạn lên tra từ điển coi nó có những cái nghĩa khác hay không chẳng hạn. Và các bạn cố gắng là tích lũy ha. Thời gian này không phải là thời gian phải cày quá nhiều mọi người, tức là mình cố gắng là mình đều thôi. Chứ bạn nào mà thời gian này mà các bạn kiểu ôn nhiều quá, ôn ngày ôn đêm, nó rất là dễ bị hoảng á. Ok ha. Rồi, thầy không có sửa đề tuyển sinh 10 được Trọng ơi. File đề ở đâu vậy thầy? Ồ, bạn caps lock luôn hả? Em vô cái link bio của thầy em lấy đề nhé. Thầy live vào 2/6 nha Ngọc Anh ơi. Rồi, Jane đang nói chuyện với Mike đúng không các bạn? Jane đang nói chuyện với Mike. Cái người mà mới giúp cô này có mang hành lý, luggage là hành lý các bạn. Được chưa các bạn? Luggage là hành lý ha. Đấy, nhưng mà hành lý. Thế vì Jane nói Mike thì mới giúp Jane, như vậy khả năng cao Jane nói cái gì đó và Mike bảo là it's my pleasure. Thế it's my pleasure đây nó có nghĩa là not at all. Có nghĩa là không có chi mọi người. Không có chi các bạn. Không có chi. Đấy, not at all tức là không có chi. Người ta cảm ơn thì nó không có chi đúng không? Đấy, như vậy chúng ta có câu C ha. Cảm ơn thôi mọi người. It's not my duty. Duty là nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm ha. Nó không phải là cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của tôi. Câu A nặng quá. Và câu D, welcome back là chào mừng quay trở lại, thì nó không có hợp với cái ngữ cảnh này ha. Chào mừng quay trở lại. Đấy, như vậy là câu 10. Câu này nó dễ các bạn. Rồi, mọi người lưu ý ha. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 11 luôn mọi người. Rồi, câu 11 thì mình coi đây. Mở đầu thì mọi người thấy là chúng ta có only after đúng không? Ở sau mình có đảo ngữ này. Để ý kỹ nào các bạn. Only after. Cảm ơn Bùi Ngọc Thùy Trang, cảm ơn Jun 2256 đã share với thầy nha.
Đấy, only after. Thế mà để ý rằng là cái cấu trúc only after mà người nhớ này, only after thì nó sẽ cộng một cái hành động nó xảy ra trước. Sau đó là một hành động gì đó nó xảy ra sau ở đây. Thì ở trong quá khứ mọi người nhớ này, là had verb 3 ha, được chưa? Had verb 3 xảy ra trước, được chưa các bạn? Và xảy ra sau là quá khứ đơn, ok ha, did. Thường người ta đảo ngữ thì ghi thẳng ra như vậy, mọi người nhớ luôn. Đấy, được chưa các bạn? Nó tức là hành động xảy ra trước thì mình dùng quá khứ hình thành, hành động xảy ra sau thì mình dùng quá khứ đơn, mọi người nhớ nhé. Ở đây thường người ta đảo ngữ rồi nên thầy chuyển về nguyên mẫu ở đây cho mọi người nắm luôn. Rồi đấy, ngó ra cho mọi người nắm luôn. Đấy, cho nên là đối với câu 11 thì mình khoan là câu bờ ha, được chưa? Sau khi, chỉ sau khi anh ta nghỉ việc làm lập trình viên thì rồi anh ta mới nhận ra là anh ta yêu thích công việc này nó như thế nào. Đấy, cảm ơn LNTVIE đã share thầy nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hải 37 PVH có video xem lại không ạ? Có em ơi, em lên cái link bio của thầy, em coi cái link YouTube của thầy thì em coi lại nhá. Đấy, rồi như vậy là chúng ta có câu 11 ha. Những câu này mọi người đừng có bị sai nhá. Những bạn nào vô sau, những bạn mới xem thầy lần đầu thì khả năng cao là các bạn sẽ không biết cái lịch live của thầy. Thầy nhắc lại luôn, đó là 2-4-6 vào 9:30 tới 10:30 hơn ha. Cảm ơn Ngọc Anh đã share với thầy. Câu số 12 là câu về từ vựng các bạn. Bạn không được làm cái gì đó, bất cứ cái bước nào trong quá trình này. Nếu không thì ha, otherwise, nếu không thì nếu không thì bạn sẽ không có nào thể nào mà nấu cái món ăn này đúng cách cả, properly, đúng không? Cảm ơn Vava SB đã share thầy Ngọc Ánh đây. Đấy, như vậy là các bước mình phải làm từ A đến Z, chứ mình không có được lược bớt đi cái bước nào cả các bạn. Đấy, thì ở đây đồng nghĩa với nó chọn được cái câu 12, mọi người chọn thấy có bờ ha. Thì cái động từ skip ở đây nó có nghĩa là lướt qua hoặc là bỏ qua ha. Bỏ qua. Đấy, ngoài ra skip có nghĩa là nhảy dây các bạn. Nhảy dây ha. Đấy, rồi skip, ok, lướt qua bỏ qua. Quit ở đây á, xin lỗi câu A, mọi người, thực ra câu A nó phải ghi là chữ quit mới đúng. Quit chứ không phải là quit đâu. Thì quit ở đây là bỏ. Các bạn có thể bỏ việc, nghỉ việc hoặc là bỏ học chẳng hạn. Bạn nào bạn quit school là nghỉ học. Leave là rời đi ha, rời đi. Đấy, và hide có nghĩa là che giấu. Đấy, như vậy là chúng ta có câu số 12. Thì câu này nó không khó các bạn ơi, đúng không? Thầy nghĩ rằng là câu này nó không có, các bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn đối với câu này nhá. Có một vài bạn nào đang hỏi thầy cái câu 11 là điểm ngữ pháp gì. Câu 11 là cái dạng đảo ngữ em. Mọi người lưu ý là ở câu 11 này á, những từ phủ định mà đứng đầu câu, only là cái dạng từ phủ định này đứng đầu câu, thì cái mật đề phía đằng sau nó phải đảo ngữ. Đây, mật đề đây, được chưa các bạn? Nếu mà ở đây nó có giới từ after rồi á, thì chúng ta sẽ đảo ngữ cái mật đề thứ hai. Còn nếu giả sử nó không có cái mật đề, nó không có chữ after, thì mình đảo ngữ luôn. Mình đảo ngữ luôn cái mật đề ngay đằng sau nó nhá. Được chưa? Thì ở đây skip any step ở câu 12 có nghĩa là bỏ qua cái bước nào ở trong cái gì đó, được chưa các bạn? Skip any step, bỏ qua cái bước nào ha. Bây giờ chúng ta qua thầy câu 13 các bạn. Hai k 5 nhưng vẫn chăm vô nghe thầy dạy hi hi. Ok, 2K5 ráng lên, sang năm thì đại học đến nơi rồi ha. Câu số 13 thì người ta có là if you didn't have to live today, đây là verb 2 đúng không? Thì đây là if 2 các bạn. If 2 thì mình để còn lại chúng ta dùng would cho thầy thôi, được chưa? If 2 thì mọi người nhớ là không thật ở hiện tại ha. Thì if, mọi người nhớ này, if cộng với verb 2 ha. Mình để còn lại là would đi verb 0. Đây là kiến thức rất cơ bản rồi ha. Đó là câu số 13. Câu số 14, tôi đã đợi hàng giờ rồi. I've been waiting for hours. Tôi đợi hàng giờ rồi. Đấy, lẽ ra là bạn nên nói cho tôi biết là bạn sẽ tới trễ chứ. Như vậy đây là một cái lời trách móc các bạn. Đây là một cái lời trách móc đúng không? Thì mô để ý đây chúng ta có oughtn, must này, should này và needn. Ok. Thì oughtn ở đây nghĩa là không nên. Không nên. Đấy, must nghĩa là chắc hẳn là. Should có nghĩa là lẽ ra đã nên. Và needn là lẽ ra đã không cần.
Như vậy là đây là trách móc của người ta thấy câu C ha. Lẽ ra là cậu nên gọi tớ, đúng không? Kiểu vậy. Lẽ ra là cậu nên gọi tớ, rồi cậu nói là tớ, cậu tới trễ, ai về cậu không gọi, được chưa? Làm tôi đợi hàng giờ rồi, I've been waiting for hours. Đấy. Thì từ đó chúng ta có câu số 14 ha. Thì câu này nó không khó, là mọi người lưu ý ha. Câu số 15, operation ở đây nghĩa là sự vận hành các bạn. Cái sự vận hành của cái nhà máy mới xây, newly constructed plants của mấy cái nhà máy mới xây, thì khả năng cao là nó có thể dẫn tới, lead to là dẫn tới mọi người, dẫn tới các cái consequences là hậu quả, rất là về môi trường mà cực kỳ là nó như thế nào đó luôn, đúng không? Như vậy câu 15 là một câu về từ vựng hơi khó một tí. Ở đây chúng ta có những cái từ vựng mà đi với cái tính từ for. Ok, chúng ta có for reaching, for gone, for off và for flung. For flung. Thì ở đây mọi người khoan ngay thầy câu A các bạn. For reaching tức là sâu rộng mọi người. Ảnh hưởng sâu rộng ha. For reaching. Đấy, ảnh hưởng sâu rộng. Nó sẽ có những cái hậu quả về môi trường cực kỳ là lớn luôn. Đấy, kiểu vậy. Ai đó mà foregone tức là họ bị say xỉn rồi ha. Foregone là say xỉn rồi. Người chơi các bạn. Còn for off hay là far flung thì mình dịch chung là xa xôi cũng được ha. Xa xôi có thể là về không gian thời gian đó các bạn. Xa xôi đây nó có thể là về mặt không gian, nó về mặt thời gian. Đấy, kiểu kiểu vậy ha. Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 15. Đây là câu khó là các bạn lưu ý ha. Và khi mọi người giải với thầy ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn ghi chú kỹ vô. Trong quá trình giải thì mọi người nhớ thả tim thầy nhé. Đấy, mọi người nhớ thả tim với thầy nhé. Đấy, xa xôi hẻo lánh. Đấy. Câu số 16, promise thì đi với to verb quá dễ ha. Promise nghĩa là hứa, thì nó đi theo với động từ nguyên mẫu to, có to ha. Anh ta hứa là anh ta mua cho con gái một cái xe làm quà sinh nhật ha, as a birthday present. Đấy, thầy đang dạy lớp 12 các em ơi. Lớp 12 thì ôn thi đại học nhá. Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 13, 14, 15 và 16. Mọi người theo kịp không? Thầy nghĩ rằng là mọi người theo kịp đúng không? Thầy nghĩ là mọi người theo kịp đó, thì hy vọng là mọi người theo kịp ha. Tao cu te lắm 04. Rồi, chờ em nhé. Thầy dạy mở rộng thêm kiến thức hay quá. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua thầy phần tiếp theo ha. 13, 14, 15, 16. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục qua 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đấy. Thế bây giờ mình coi thầy câu 17 trước đi ha. Câu 17 các bạn. Đi từng bước một nhé. Câu số 17, cha mẹ thì có xu hướng, tend to là có khuynh hướng là, có khuynh hướng, đây là cái từ quan trọng nhé, tend to. Cha mẹ là có khuynh hướng là sẽ bắt con là học thành chăm chỉ, với cái niềm tin rằng là cái việc mà giáo dục tốt á, thì sẽ giúp cho chúng nó thành công ở trong cuộc sống, đúng không? Như vậy ở chỗ trống này á, đối với cái phrasal verb ở đây, cái từ nào mà nó mang đến thành công thì mình phải để ý mọi người. Thành công ha, chúng nó thành công. Chúng ta có turn up, chúng ta có get on, get out và turn away. Right. Thì những cái dạng mà phrasal verbs như này là nó hơi khó. Thì bạn nào mà gặp khó khăn đó, thì các bạn cố gắng là các bạn dùng phương pháp loại trừ ha. Dùng phương pháp loại trừ mới được. Đấy, ví dụ như là chúng ta có get out đi. Get out. Thường là mọi người nói là get out tức là đuổi người ta ra ngoài, đúng không? Đuổi ta ra ngoài đấy. Nhưng mà mọi người nhớ là một cái thông tin gì đó mà nó get out ra ngoài, như một cái tin bí mật mà nó get out, tức là nó bị lộ ra, nó bị lộ ra. Sách mọi người, sách vở đúng không? Sách vở, ví dụ như là mà nó được get out á, nó được ra ngoài, tức là mọi người biết, thì khi đó nghĩa là được xuất bản, được xuất bản đấy, xuất bản sách vở này kia. Nhưng mà chúng ta có nghĩa là từ get out. Câu D mọi người, turn away có nghĩa là giải tán. Giải tán đám đông ha. Ai đó tập trung ở trước cửa, trước cổng, rồi tôi turn away, tôi giải đi. Đấy. Câu A, turn up. Turn up thì nó bằng với show up. Cái từ này các bạn biết này, show up. Hay là nó bằng với lại là arrive. Ok, tức là tới, đến, hoặc là xuất hiện. Đây là cái nghĩa quan trọng của chữ turn up này nhá. Dĩ nhiên là chúng ta có turn down, đúng không? Turn up, turn down nó mang nghĩa là bật tăng âm lượng ấy, bật chế độ bay lên ấy, kiểu vậy. Thì còn lại câu bờ là mình chưa chọn thôi, như vậy nó còn câu bờ mọi người, get on có nghĩa là thành công. Được chưa?
Ngoài ra thì đôi khi mọi người có thể nhớ thành một số từ nữa thành công là come off, và thậm chí là take off cũng có thể là mang nghĩa thành công luôn. Đây, đây mới là cái quan trọng mà cần nhớ đây. Đấy, rồi mọi người nắm được không? Như vậy là chúng ta sẽ có turn up này, show up này, arrive này, get on, come off, hoặc là take off này, get out và turn away. Đấy, và turn away nhé. Ồ, cảm ơn Cường Quân 77597 đã follow thầy ha. Thì các bạn nhớ các bạn follow thầy để khi mà thầy live á, thì nó sẽ nhắc thông báo là các bạn không bị lỡ mấy cái live giải đều thầy. Còn một tháng cuối cùng chúc các bạn ôn thật là tốt nha. Tiếp tục bây giờ chúng ta có câu 18 đã dạy câu khó nữa. Mà câu 18 này thực ra thì ở một vài cái đề trước là chúng ta có vẻ như là mình đã từng gặp qua câu số 18 này rồi. À, mình đã từng gặp qua câu số 18 này rồi. Mình coi mọi người, cái giá cả tài sản ha, property ở phố lớn bây giờ nó ngăn cản ha, deter ở đây có nghĩa là ngăn cản. Thì nó đi với giới từ from này các bạn, ngăn cản ai làm gì ấy. Ngăn cản người ta là giá nhà đất bây giờ nó lớn quá mà nó ngăn cản. Hello Khánh Ly nha, Khánh Ly hay là Phương Ly của thầy đó đúng không? Ngăn cản các người mà có thu nhập thấp, người ta sở hữu một cái nhà đúng không? Sở hữu cái nhà đấy. Thì ở đây mọi người nhớ là giá cả mang tính chất là đắt đỏ thì mình đã từng học rồi. Thì các bạn nhớ chọn ngay thầy câu câu C ha, prohibitive. Hay là câu khó ha. Thì prohibitive có nghĩa là very expensive. Very expensive tức là nó cực kỳ đắt đó mọi người. Đắt lắm nhá, rất là đắt. Đấy, như vậy là chúng ta có very expensive là prohibitive. Ok, được chưa các bạn? Ok ha, ở đây chúng ta có câu A mọi người, forbidden. Forbidden thì nó đồng nghĩa với cái từ là unfriendly, tức là kiểu không thân thiện cho lắm ha, không thân thiện nhá, forbidding. Competitive là cạnh tranh ha, mang tính chất là cạnh tranh, có cái tính là cạnh tranh với người ta. Đấy. Và inflatable có nghĩa là có thể bơm lên được, bơm phồng lên được ha. Inflatable tức là có thể bơm phồng lên được. Chào Phương Linh nhé. Một chân một tay gì đó thầy là sao? Đấy, mọi người nhớ không? Đấy, như vậy là chúng ta có cái câu số 18. Đắt vô cùng luôn. Các bạn hỏi thầy là vờ nó là vô cùng luôn ha, tức là vô rất là đắt mọi người, được chưa? Bạn nào có lên đề thì các bạn vô bio thì các bạn lấy đề nhé. Đấy, như vậy là chúng ta có câu số 18 nhá. Đây là câu khó mọi người. Đây là câu khó ha. Cho nên các bạn lưu ý rất là kỹ thầy nha. Câu số 19 thì chúng ta có rarely là cái từ phủ định rồi, đúng không? Thầy để dấu trừ ở đây, như vậy cái đuôi là dấu cộng, động từ return sẽ hiện tại đơn ha. Như vậy câu 19 mọi người chọn thành câu bờ ha, đờ gì? Một số từ mà nó bán phủ định như là cái này mà thầy nhắc đi nhắc lại ở mỗi buổi live stream luôn đúng không? Như là rarely ở trong câu này này, hardly này, never này, đấy, few này, little này, none này. Đấy, mọi người lưu ý nó mang cái phủ định rồi. Cho nên là seldom này ha, thì mọi người nhớ là cái đuôi là đuôi khẳng định ha. Rất là dễ. Rồi, cảm ơn một vài bạn đã share cái live với thầy nha. Rồi, câu 20, Susan, great là tính từ đúng không? Động từ achieve ở đây này, hay là tính từ này. Do đó chỗ này là danh từ ha. Câu A, success là danh từ, succeed là động từ đi với in ha. Successful là tính từ. Và câu D, successfully là trạng từ. Như vậy mọi người chọn thầy câu A, quá dễ ha. Susan đã đạt được, achieve ở đây mọi người. Achieve thì nó đồng nghĩa với cái động từ là accomplish, có nghĩa là đạt được. Thường là đạt được cái gì to lớn, đạt được thành công, đạt được cái sự nổi tiếng, đạt được cái gì đó 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 các bạn ơi. Cảm ơn Hoài Kiều 39 đã share với thầy nha. Rồi mọi người nhớ, bởi vì thuật toán của TikTok là người ta ưu tiên mấy cái clip nào mà nó được thả tim ấy, và nó được tương tác tốt, cho nên là các bạn cố gắng là các bạn tương tác với thầy, bạn comment đáp án, và các bạn đừng ngại gì, các bạn chạm tay nhẹ nhẹ cái màn hình, các bạn thả tim với thầy với nhá. Được chưa các bạn ơi? Rồi, bạn nào hỏi là có cái từ obtain nghĩa là gì? Phạm Cường hả? Obtain, em ơi em để cho thầy là obtain á, obtain nó nghĩa là đạt được, lấy được. Nó cũng có một nét nghĩa đối với achieve, được chưa? Obtain chứ không phải là contain ha, achieve. Đó.
đạt được, lấy được cái đó, obtain, lấy được, ví dụ như mình lấy đồ về thì gọi là obtain nhá. Câu 21 thì chúng ta có cái gì đây? Sau một cái, ồ cái đề này khó quá, đề đại học nó khó thiệt đó các bạn. Đề học khó thiệt đó chứ. Câu 21 ha, sau một thoáng chốc, momentary nghĩa là thoáng chốc các bạn, cái gì mà nó lướt qua một cái rất là nhanh ha. Một thoáng chốc gì đó, mất đi cái sự tập trung thì Simon cuối cùng đã lấy lại được cái sự tập trung của mình và hoàn thành cái bài kiểm tra đúng không? Hoàn thành cái bài kiểm tra. Ở đây thì dễ dàng mọi người sẽ chọn ngay cho thầy cái câu câu A các bạn ơi. Mọi người nhớ là a lapse of concentration ha. Thì đây là collocation nó dễ thôi. Nói chưa? Tức là cái khoảnh khắc mất tập trung các bạn. Được chưa các bạn? Fault ở câu B là lỗi ha. Từ lỗi hệ thống, failure là thất bại ha. Và error là lỗi luôn, được chưa các bạn? Lỗi này thì do thường là do máy móc đấy, còn fault thì thường là do kiểu lỗi do trách nhiệm ấy. My fault ý là lỗi tôi, tức là trách nhiệm của tôi nên đây là lỗi tôi, ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy được chưa? Rồi như vậy là chúng ta có câu số 21 ha. Câu này là câu khó, mọi người để ý kỹ nhé. Câu số 22, drastic measures. Drastic các mọi người nghĩa là triệt để ha. Triệt để. Các cái biện pháp các bạn, measure là cái biện pháp. Các biện pháp triệt để cần phải được thực hiện để giải quyết, tackle là giải quyết này. Tackle giải quyết vấn đề liên quan tới lạm dụng trẻ con đúng không? Problem sẽ đây mọi người, con này câu C thôi ha. Thay vì chúng ta ghi là which involve đúng không? Thì bây giờ mình rút gọn mọi người, rút gọn ha, rút gọn mọi đề quan hệ ha. Đấy mọi đề quan hệ chủ động thì bây giờ mình chuyển về verb in cho thầy thôi. Được chưa các bạn? Involving child abuse. Đấy. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 22 ha. Thì câu 21, câu 22 nó không có hoàn toàn nó khó đâu các bạn, nếu các bạn để ý ha. Ở đây mọi người nhớ là cái động từ take này nó đi với chữ measure nha. Một số cái mọi người lưu ý là take measures. Một số cái như là take action hoặc là take steps. Tức là mình thực hiện các bước đi đó để mình làm cái gì. Mình thường theo sau nó bỏ chú verb ha. Đấy. Rồi, cảm ơn bạn nào đã share với thầy nhé. Đấy, được chưa các bạn? Được không? Rồi, như vậy là chúng ta có câu 22 ha. Drastic measures should be taken to tackle the problems involving child abuse. Rồi, cảm ơn bạn Cass đã thẻ hoa hồng với thầy. Thầy không biết là hoa hồng thẻ làm được gì không ha. Thầy không có rành lắm nhá. Bây giờ cũng có một số bạn gửi hoa hồng với thầy ấy, nhưng mà thầy không biết là làm hoa hồng thì làm sao nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta qua thầy cái phần đục lỗ đây. Phần đục lỗ các bạn hết pin nhưng vẫn ráng xem, ráng lên mấy đứa. Sự nỗ lực trong bóng tối ha. Sẽ được tưởng thưởng ở trong huy hoàng nhá. Nỗ lực ở trong im lặng được tưởng thưởng ở trong huy hoàng, được chưa các bạn? Rồi bây giờ là chúng ta có câu 23 tới câu 27 ha. 23 tới 27. Khi mà người ta tổ chức một cái kỳ Olympic á, thì một quốc gia họ sẽ phải take account of, tức là họ phải xem xét, họ sẽ phải xem xét rất là nhiều cái yếu tố. Trong đó thì cái yếu tố liên quan đến tài chính ha, nó chắc chắn nó là cái yếu tố quan trọng nhất. By far the most important. Đấy, yếu tố quan trọng nhất. Cái chi phí người ta tổ chức mỗi kỳ Thế vận hội á, thì nó có thể lên tới, nó có thể vượt quá hàng vạn tỷ đô, hàng vạn tỷ đô la. Đấy, được chưa? Đấy. Và thường chúng ta thấy là cái ngân sách nó có thể thậm chí nó gấp đôi hoặc thậm chí là triple, gấp 3 lần luôn. Cảm ơn Sama Chu Quang gì đó đã share thầy ha. Thậm chí nó có thể gấp đôi, gấp 3. Đấy. Như vậy là cái chi phí nó có thể vượt qua cái mức này đúng mọi người. Ở đó thì câu số 23 là câu B ha. Exceed có nghĩa là vượt quá. Được chưa các bạn?
Outnumber thì là đông hơn các bạn, đông hơn về số lượng ấy, đông hơn về số lượng, về người, về vật kiểu vậy. Outnumber. Overcharge có nghĩa là quá tải. Như mình sạc pin mà nó bị overcharge, bị quá tải ha, hoặc là bán giá quá mắc so với yêu cầu ha. Và câu thầy có câu D mọi người, surmount có nghĩa là vượt qua được khó khăn. Đây là câu khó các bạn. Mới ra ngõ gặp núi rồi ha, ngay ở câu đầu tiên, câu số 23 nó hơi khó rồi. Vượt tốc độ cũng dùng câu bờ, đúng rồi em ơi. Rồi, cảm ơn Nunu Ha Hen, cảm ơn bạn Crazy Darling đã share thầy nha. Đấy, thường khi mà thầy giải bài đọc lỗ thì các bạn rất là nản đúng không? Nhưng mà lưu ý là bạn nào mà nhắm 7 cộng, 8 cộng, 9 cộng thì cái việc mọi người làm bài đọc lỗ là cái việc không thể nào tránh khỏi được. Và đọc lỗ là cái phần bài nó không quá khó cho các bạn cố gắng nha. Đấy, thêm bên cạnh cái việc một số chi phí trực tiếp như là cái việc tổ chức, bao gồm là các cái nghi lễ khai mạc, bế mạc, opening, closing ha, hoặc là làng vận động viên, hay là cái chi phí về an ninh ấy. Đấy, thì thành phố thường là cần phải xây dựng các cái nơi thi đấu mới, được chưa các bạn, cho các cái môn thể thao mà ít được biết tới hơn, ít được biết tới hơn đúng không? Xây cho đúng không? Cho ở đây 24 thì mọi người chọn hai câu, câu D ha, for, right? Làm cái gì cho cái gì, làm A cho B kiểu vậy, ok ha, đấy. Rồi một khi xây xong rồi á, once constructed, thì các cái nơi sân vận động thể thao này á, thì thường là nó sẽ kéo theo incur, ông ấy ha. Incur có nghĩa là chịu theo, chịu thêm, kéo theo một số chi phí mà nó bảo trì ha, ngay sau khi cái thế vận động nó kết thúc. Trong khi ha, cost là cái mối quan ngại ưu tiên đúng không, thì chúng ta còn một số cái yếu tố khác mình cần phải cân nhắc xem xét. Đấy, mình cần phải cân nhắc xem xét. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có câu số rồi, thầy ơi, thầy có mẹo làm trọng âm không? Trọng âm dễ lắm em ơi. Trọng âm các bạn nhớ là các bạn chỉ cần lên Google, các bạn gõ thầy là mẹo đánh trọng âm, quy tắc đánh trọng âm, và các bạn rất là nhiều trang họ sẽ hiện ra, và các bạn chịu khó các bạn đọc kỹ 5 phút là các bạn nhớ được, vô làm thì rất là dễ dàng ha. Ở đây thì mọi người nhớ ở câu số 25 á, thì các bạn sẽ chọn ngay thầy câu bờ ha. Primary, tức là ở đây mọi người là chính yếu. Đây là mối quan tâm chính yếu ha. Instrumental nghĩa là liên quan tới nhạc cụ. Liên quan đến nhạc tụ hoặc nhạc cụ ha. Influential là có tầm ảnh hưởng. Và cuối cùng supplementary là mang tính bổ sung ha, bổ sung cho cái A cái B ha. Supplementary. Đấy, bài đọc này quen quá. Quen không? Tiếp theo ha. Ví dụ như là một cái kỳ Olympic ha, thì nó có thể cái nơi mà thành phố nào mà tổ chức cái này á, thì bọn nó có thể nhận được một số cái doanh thu đáng kể, thứ là bán vé, ticket sales á, chi phí của du khách á, hoặc là các cái việc là tài trợ của doanh nghiệp và bản quyền truyền hình ha, television rights ở đây có nghĩa là bản quyền truyền hình mấy đứa ơi. Đấy, một số thành phố như là Los Angeles hay là Seoul, hay là thực ra là bọn họ có được cái lợi nhuận rất là lớn, made a large profit từ cái kỳ đại hội mà bọn họ tổ chức. Đấy. Tuy nhiên thì cái việc tổ chức mỗi kỳ Olympic ha, thì nó sẽ như thế nào đó các bạn? Cái kỳ Olympic ha, được chưa? Thì nó sẽ còn mang lại nữa, nó sẽ còn mang lại confer ở đây nghĩa là mang lại cái sự uy tín, cái sự danh giá ha, sự uy tín cho cái nơi tổ chức. Đấy, mà nhờ đó thì có thể là gia tăng lên cái việc là thương mại, trade and tourism. Như vậy ở câu số 26 người ta đã nói về những cái lợi ích của cái việc là mình làm chủ nhà, đúng mấy đứa, ở chỗ này này này, ở chỗ này là bổ sung ý tưởng, tức là câu 26 mọi người chọn thành câu A ha, thêm vào đó in addition nghĩa là thêm vào đó. Otherwise nghĩa là nếu không thì. For example, ví dụ. Và however là tuy nhiên, nó để ý kỹ ha. However là tuy nhiên. Đấy. Được chưa các bạn?
Đấy, như vậy là chúng ta có cái câu số 26 ha. Ừ, câu số 26. Đấy. Thế vận hội nó có là cơ hội hoặc opportunity để đầu tư invest vào các dự án mà có thể cải thiện đúng không? Ở đây là verb này, ở đây là danh từ chỉ vật này. Như vậy câu 27 mọi người trả lời câu A ha, which. Chẳng hạn như là cái hệ thống giao thông công cộng ha. Transportation systems. Đấy, transportation systems. Right. Rồi, ok ha. Tao cute lắm, hôm trước cô em sửa for example. for example là chữ phải đấy em ơi. À, đấy. Đây, chữ intonation mới là chính xác nha. Ừ. Khi chúng ta đang đang liệt kê nhiều cái lợi ích khác nhau của cái việc là tổ chức một cái Olympic ha, tổ chức một kỳ thế vận hội. Đấy, mọi người để ý kỹ chỗ này ha. Rồi, như vậy là chúng ta có bài đục lỗ. Đây là bài rất là hay. Ừ, bài siêu hay luôn ấy. Ừ. Và thì chắc chắn là mọi người có thể học được rất là nhiều. Ừ, rất là nhiều. Đấy. Incur có nghĩa là kéo theo, đúng rồi em ơi. Incur là kéo theo ha. Ừ. Rồi. Ừ, dính dáng tới thêm nhá, incur. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cho thầy cái phần tiếp theo ha. Phần đục lỗ đây ha, câu số 43 mọi người. Lên đề ở trong bio của thầy các bạn ơi. Ừ, bạn nào mà chưa có đề thì các bạn vô bio của thầy các bạn lấy đề nhá. Ừ. Rồi biến đổi câu mọi người ơi, câu số 43 chúng ta có cái gì đây? Câu 43 ha. Đừng quên là nộp đơn đúng không? Thế đây chúng ta có remind, allow, order và encourage. Remind là nhắc nhở này. Allow là cho phép này. Order là ra lệnh này. Và encourage là động viên này. Người ta bảo là đừng quên thì nó là lời nhắc nhở thôi. Mọi người chọn thầy câu A ở câu 43 ha. Câu này quá dễ luôn các bạn. Ừ, quá dễ luôn. Rồi chúng ta qua tiếp thầy câu 44 ha. Câu 44. Hiện tại là 10 rưỡi rồi và hiện tại vẫn đang có hơn gần 180 bạn xem. Ok mọi người cố gắng lên nhá. Thầy ơi mai thầy live không? Theo luật là mai thầy sẽ không có live em ha. Câu 44 của tớ này đây. Bọn họ mong đợi rằng là các cái thay đổi ha thì nó sẽ mang lại. Đây là cái dạng câu mà có hai chủ từ mọi người nhớ nhé. Ở đây là verb 1 này. Ở đây là will này. Là tương lai này. À, mọi người để ý kỹ nhé. Nó sẽ mang lại ha một cái sự cải thiện trong cái chất lượng của cái giáo dục của quốc gia này. Ừ, giáo dục quốc gia này. Đấy, thế bây giờ mình lại cái câu này như thế nào đây các bạn? Mọi người để ý là cái expect ở đây nó là cái dạng verb 1 cho nên khi mình chuyển về tường thuật ấy, khi mình chuyển về tường thuật ấy thì các bạn nhớ là mình phải chuyển đúng thì nhé. Hay là hiện tại đơn cho nên là chỗ nào mà nó quá khứ đơn nó mình loại bớt đi. Nếu khi mà thầy đọc tới đây thầy đọc câu D, thầy thấy chữ words một phát một đó là thầy quạt liền đó mọi người. Thầy không cần hỏi nghĩa gì hết, mọi người nghĩ kỹ rồi nha. Ừ, thầy đang giải để giúp cho các bạn nào mà các bạn yếu một tí là các bạn cũng làm được luôn đấy. Nó câu D mọi người thấy là nó sai luôn tào lao luôn rồi. Ừ. Ví dụ ở đây chúng ta có all expected là ok này, is expected là có vẻ ok này, hoặc là it is expected that thì nó ok này. Đấy, ok ha. Nhưng mà câu D là câu sai hiển nhiên. Còn là câu A, câu B và câu C thì mình phải coi coi. Được chưa các bạn? Phải coi coi nhá. Rồi chúng ta coi câu A ha. Người ta nói ở đây câu số A thì người ta nói cái gì? Các thay đổi gần đây được cho là nó dẫn tới ha, lead to là dẫn tới một cái sự cải thiện ha trong cái chất lượng của giáo dục. Câu này nghe có vẻ hợp lý mọi người. Anh nè, thay đổi gần đây thì bring about ở đây nó đồng nghĩa với chữ lead to. Mọi người để ý này. Đấy. Như vậy câu A nghe có vẻ hợp lý ha. Rồi chúng ta coi tiếp câu câu B ha. Chất lượng giáo dục thì được cho là hậu quả hoặc là kết quả ha, consequence, hậu quả của các thay đổi gần đây. Đấy, như vậy câu này nó bị sai nghĩa mất tiêu rồi, đúng không? Ừ, đấy. Câu C ha, người ta mong đợi rằng là các thay đổi gần đây nó bị gây ra bởi một cái sự cải thiện cho chất lượng giáo dục. Câu này sai nghĩa ha, được chưa các bạn? Câu này bị sai nghĩa, như vậy chúng ta chỉ cần câu A thôi. Ở câu số 44 các bạn ơi. Đấy, câu E ở câu số 44 ha. Rồi, cố lên mấy đứa ơi. Đấy, chúng ta có câu 43, câu 44, những câu này nó không khó tí nào cả ha.
Thầy tự tin rằng là bạn nào mà xem live của thầy học thường xuyên thì các bạn có thể làm được những cái câu này dễ dàng mọi người. Rồi mọi người nắm được chưa? Rồi khi mọi người làm bài thi thì mọi người cứ lấy thoải mái, lấy bút ghi vô như vậy mọi người. Các bạn nhá, thì các bạn khi các bạn đọc lại thì các bạn sẽ rất là dễ biết là ok tại sao A, tại sao B, tại sao D kiểu vậy. Khi mình dò lại nhiều bạn là cứ hay gọi là tự tin vô cái trình đọc của mình, sao các bạn cứ đọc vậy thôi. Các bạn không có ghi chú, không gạch chéo gạch chiếc gì hết thì rất là mất công ha. Rồi câu số 45, câu số 45 thì dễ rồi ha, đọc cái câu ngắn, biến đổi câu từ một câu mà qua hai câu thì hoàn toàn là không khó ha. Xin lỗi, biến đổi từ một qua một ha, ở câu 45 đây. Cô ta không tới sớm đủ sớm để bắt xe buýt ha, catch a bus, ở đây là bắt xe buýt mọi người. Bắt xe buýt đấy. Cô ta không tới sớm để bắt xe buýt đấy, không tới sớm bắt xe buýt được chưa? Không tới sớm, không tới đủ sớm là tới trễ quá đúng không? Thì trễ quá không bắt được, mọi người thấy chọn là câu D thôi. She was too late to catch, là trễ quá nên không bắt được. Được chưa? Rồi câu A, too early là quá sớm, sai này. Được chưa? Câu B, she didn't arrive late, không tới trễ là sai này. Và câu A, wasn't late, không tới trễ là sai luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta có câu 45. Đây là đề thi năm 2018 nha bạn ơi. Rồi các bạn lưu ý là đề 2018 nhá, mã đề 403. Cảm ơn rất là nhiều bạn đã share và đã follow thầy ha. Các bạn follow thầy để các bạn không bỏ lỡ các cái live tiếp theo, thì nó sẽ có thông báo và các bạn sẽ vô các bạn học cho tốt nhá. Rồi chúng ta sẽ qua thầy 3 câu sửa lỗi sai nhé. 3 câu sửa lỗi sai. Câu A, bọn họ đã carry out, ở đây là tiến hành các bạn. Carry out, tiến hành, thực hiện một cái nghiên cứu gì đó về cái việc là tác động của điện thoại ha lên hành vi của trẻ con và cái học lực của chúng nó. Đấy, năm nay để chúng ta chia mã đề hôm nay, chia bình thường em ơi. Chia nhé. Đấy thì ở đây mọi người nhớ thầy là chúng ta sai ở câu A mọi người, được chưa? Sai câu A ha. Rồi thì cái chỗ này mọi người phải sửa cái chữ exhausting thành cho thầy là exhaustive. Mọi người nắm được không? Exhaustive. Thì ở đây ấy, mọi người nhớ thầy là chúng ta sẽ có cái anh em xin cái cặp đôi là exhausted và exhausting. Thì một thằng là bị mệt, một thằng là gây mệt ha. Bị động thì là mang tới bị tác động, cảm xúc cảm giác. Còn vợ tính thêm ân vô là gây ra ha. Gây mệt. Thì nó khác với cái chữ là exhaustive. Được chưa các bạn? Thì cái chữ này nó đồng nghĩa với từ là comprehensive. Thằng này thì nó lại mang nghĩa là toàn, toàn diện các bạn ơi. Toàn diện ha. Comprehensive có nghĩa là toàn diện các bạn. Đấy, được chưa các bạn? Ok ha, exhaustive chứ không phải là exhausting, là exhausted nhá. Cảm ơn đã share với thầy nhé. Gần hơn 10 rưỡi rồi nhưng vẫn còn tới gần 200 bạn xem. Chúc mừng thì tốt nhé. Câu 47 mọi người thấy là worker số nhiều như vậy, sai câu A, sửa hẳn sim với thầy thôi. Quá dễ luôn đúng không? Câu 48 mọi người nhớ là thời gian ở đây nè. Được chưa các bạn? Thì thời gian nó phải có giới từ đi kèm theo nhá. Câu 48 đấy, ở đây thì đi với ngày nên mọi người dùng thầy là on ha, được chưa các bạn? Được chưa? On the night of 5th of November 5th nhá. Đi với thời gian thì các bạn nhớ có giới từ nhé. Ví dụ như là đi với giờ giấc thì mình có at, đi với ngày thì mình có on, đi với tháng thì mình có in, kiểu vậy. Cái cấu trúc ở đây là cấu trúc của trẻ, giống như bạn Trần Hà có nói là đúng rồi đấy. Chính là vào cái đêm 5 tháng 11 mà những người này bạn để đốt lửa đúng không các bạn? Light bonfires, đốt lửa trại, được chưa? Và có cái gì đây, fireworks, là có pháo hoa. Thì đây là cái truyền thống quốc gia của bọn họ. Đấy, mọi người theo kịp không? Như vậy là chúng ta có câu số 45, 46, 47 và 40, 48 ha, các bạn lưu ý thầy.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp thầy cái câu số 49, câu 50 ha. Ôi còn hai câu thôi, ráng lên mấy đứa ơi. Hai câu nữa là mình sẽ được nghỉ. Và bữa sau thì mình lại tiếp tục tiếp, mình ngủ sớm, dậy sớm mình ôn bài ha. Ngủ sớm ôn bài các bạn. Câu số 49 thì người ta hỏi mình cái gì đây? Biến hai về một câu ha. Bạn bè anh ta thì rất là ủng hộ anh ta, được chưa? Đúng khi anh ta. Đấy, bởi vì anh ta nhờ đó anh ta làm thi rất là tốt, đúng không các bạn? À, nhờ cái việc là được ủng hộ cho nên là thi tốt, đúng không? Như vậy ủng hộ nhiều nên là thi tốt. Đúng các bạn? Mọi người nhớ là đây là quá khứ đơn này, đây là quá khứ đơn này. Cho nên mà khi mà chuyển về điều kiện này kia thì nó phải là điều kiện loại 3, mọi người nhớ nhé. À, đấy. Được chưa các bạn? Rồi chúng ta đi từng câu một thôi ha. Đi từng câu một, được chưa? Câu A, nếu bạn bè của anh ta mà đã cho anh ta cái sự ủng hộ, đọc tới đây là mình thấy sai rồi đúng không? Vì câu này nó thiếu nốt, mọi người nhớ. Thiếu nốt. Thực tế ra là anh ta, bạn bè rất là ủng hộ. Cho nên khi mình đặt giả thiết thì nó phải nói là nếu không ủng hộ thì sao? Đấy, như vậy câu A sai ha. Câu B mọi người, cái cấu trúc no matter how ở đây nè. No matter how thì mọi người nhớ dịch cho thầy là cho dù. Ok ha, no matter how. Cho dù là bạn bè có ủng hộ cỡ nào chăng nữa thì anh ta không thể nào làm tốt. Như vậy câu B sai hiển nhiên rồi ha. Câu C là cấu trúc such mà đi với that ở đây các bạn. Là cấu trúc quá tới nỗi mà. Tới nỗi mà. Được các bạn. Ok ha. Như vậy chúng ta có coi bạn bè anh ta cung cấp cho anh ta cái sự ủng hộ và khuyến khích nhiều tới nỗi mà anh ta không thể. Ôi đọc tới đây là sai mất tiêu rồi nhá. Thế thì chúng ta chỉ còn lại câu D thôi ha. Had it not been for, có nghĩa là nếu không vì. Nếu không vì hoặc là nếu không nhờ cái gì đó. Nếu không nhờ cái sự ủng hộ và động viên thì anh ta đã không thể nào làm tốt rồi ha. Để cho các bạn như vậy nói câu D ha. Thì đây là câu điều kiện loại 3 các bạn. Rồi mọi người lưu ý ha, đây là câu điều kiện loại 3 nhá. Đấy. Rồi câu cuối cùng, chốt sổ ngày hôm nay ha. Phân biệt sâu với such thì em nhớ thầy là sâu đi với tính trạng, còn such thì đi với danh nha em ơi. Sâu thì đi với tính đi với trạng từ, còn such đi với danh. Joe ha, xong cái khóa học sơ cứu rồi, anh ta chứng minh rằng mình cực kỳ là một cái người biết giúp đỡ người khác. Đấy, Joe đã làm xong rồi ha. Đấy, như vậy chúng ta có câu số 50. Rồi, bây giờ mình coi mọi người. Rồi, còn chưa xong mà mọi người đã chúc mọi người ngủ ngon nhắn vậy. Rồi, câu A ha. Câu A, mặc dù là, although là mặc dù ha. Mặc dù là Joe chứng minh rằng mình là một cái người nhân viên cứu hộ rất là tốt, nhưng mà anh ta chưa có làm xong học sao, như vậy câu A sai này. Được chưa? Câu B, without. Nếu không mà hoàn thành cái khóa học này thì Joe đã chứng minh là một cái người ấy, đúng không? Như vậy câu B sai luôn. Tức là nhờ khóa học này thì mới cho thấy rằng là một cái người có lợi có ích, đúng không? Rồi câu C, however. Thì mọi người nhớ however này nó đồng nghĩa với lại no matter. How được chưa các bạn? Ở phía trên thầy có nói này, trên này nè. Cho dù ha. Cho dù là Joe có thể nào là một cái nhân viên cứu hộ tài ba, tài giỏi cỡ nào thì anh ta vẫn chưa có hoàn thành xong câu D sai ha. Chúng ta gọi là câu A thôi. Sau khi đã, xin lỗi, chúng ta gọi là câu D thôi. Sau khi mình đã hoàn thành xong cái khóa này thì Joe cho thấy mình là một người cực kỳ là đáng tin cậy ha. Đấy, như vậy là chúng ta có câu D các bạn ạ. Ok mọi người, sao kịp không? Như vậy là mình có câu 49 và câu 50. Câu 49 và câu 50 thực tế đây nó rất là dễ luôn ấy. Rất là dễ luôn. Đấy, biến đổi từ hai câu về một câu ha. Cảm ơn rất là nhiều bạn đã follow thầy. Mọi người nhớ follow thầy để các bạn được thông báo khi mà thầy live vào những buổi tiếp theo. Lịch live của thầy là 2 thứ 6 nhé. 2 thứ 6 9:30 tới hơn 10:30 một tí nhá. Hơn 10:30 một tí nhá. Bạn nào mà chưa có đề thì các bạn vô link bio của thầy Dinh Tiểu Sử ấy, các bạn tải đề về. Nếu được thì các bạn in ra luôn. Được chưa, các bạn in ra luôn thì các bạn ôn tập cho tốt nhá. Được chưa? Gần đây thầy đang đăng một số cái clip ở trên TikTok để ôn tập cho các bạn nhớ vô xem nhá.
Ồ, rồi nhưng mà em đã xong được đề số 18. Thứ mấy là ngày 16 rồi, còn chưa đầy một tháng nữa là các bạn thi. Cho nên là hy vọng là các bạn sẽ ôn tập thật là tốt trong vòng chưa đầy một tháng tới nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, ngủ sớm, dậy sớm và ôn tập thật là tốt nhé. Tao cute lắm, mấy clip thầy tuyệt vời mẹ, ok cả rất là nhiều nhá. Hẹn gặp mấy đứa vào vào tuần sau nhé. Ok bye mọi người. Biết đâu ngày mai lại lên á, ngày mai là thi lớp 10 xong thì ngày mai sẽ là giải đề lớp 10 luôn cho các bạn đấy ha. Không biết là các bạn nào ở đây muốn thầy giải đề lớp 10 không thì các bạn có thể comment nhá. Rồi, chào mấy đứa nha, chúc mấy đứa ngủ thật là ngon nhé, hẹn gặp các bạn vào tuần sau nhé. Thầy lập lại và đập lỗ, ok em luôn.
Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bữa sau ha. Chúc mọi đứa ngủ thật là ngon và ôn thật là tốt nhé. Thôi thầy sẽ off đây nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Thầy chào mọi người, bạn nào còn tới bây giờ còn tới hơn 50 bạn xem. Ôi ôi. Em ba mấy đứa nhé. Rồi, em ba Charlie Love nhé. Em vẫn còn ngồi nghe nhạc hả?